trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, chuyện biểu tình tại Hoa Kỳ trong 10 ngày qua rõ ràng tạo ra nhiều cái chuyện phải nói là không thể không nói tới. À, có một số khán giả của chúng tôi nhiều khi cũng nóng lòng bảo sao Dũng không nói chuyện biểu tình trước mặt người nước Mỹ mà cứ đi nói chuyện khác thực sự nó có nhiều chuyện khác nữa chuyện biểu tình nhà nước mỹ chuyện biển đông chuyện như là việt nam đủ thứ chuyện nó tùy theo trường hợp thì chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi nói càng nhiều càng tốt nhưng mà thưa quý vị cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi thành ra mong quý vị thông cảm thì cái câu chuyện mà đáng chú ý trong tuần vừa qua đó là cái chuyện mà biểu tình tại mỹ mà nó lên đến mức có thể nói là xém xảy ra một cuộc khủng hoảng về hiến pháp đó là tranh cãi giữa tòa bạch ốc và những giới chức quân sự của mỹ các tướng lãnh từng làm trong tòa hạt ốc và hiện đang làm ở bên bộ quốc phòng về cái chuyện là liệu có nên sử dụng quân đội mỹ để đàn áp các cuộc biểu tình hay không các cuộc biểu tình này thì cũng phải nói rõ quý vị là nó là biểu tình và trong biểu tình nó có nhiều loại biểu tình có nhiều thành phần biểu tình thành phần biểu tình đi đòi công lý cũng có thành phần đi biểu, đi biểu tình để mà lợi dụng phá phách hôi cổ đánh nhau cảnh sát cũng có đủ loại hết trong một cái mớ hỗn loạn như thế này một đất nước mà chưa bao giờ mà nó bất ổn về mặt xã hội như nước Mỹ hiện nay trong hơn 3 năm qua điều đó là điều chúng ta phải thừa nhận chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ như lúc này đó là điều chúng ta phải thừa nhận không thể nào chối cãi được tôi thấy có nhiều người nói rằng ô không có gì cả không gì cả cái đó chúng ta tự dối lòng có bao giờ mà người ta bị đàn áp như thế này Những người biểu tình bị cảnh sát, bị quân đội Đẩy lui như thế này Bây mình miền khoan nói lỗi ở ai Ngay gần cạnh tòa Bạch Ốc Một cơ quan quyền lực cao nhất của thế giới Đó là vấn đề Đằng sau quý vị thêm đó Đằng sau cái nhà mà cái mấy cột cột đó Là cái nhà thờ John Church Mà hôm thứ hai Tổng thống Donald Trump đã bước qua bên đó Để mà cầm cuốn tính thánh dơ lên Mà nhiều người cho rằng đó là hành động khiêu khích có người cho cái đó không phải đó là người cái cách thể hiện của ông trump có người cho đó là khiêu khích tôi không tôi miễn bàn chuyện đó tôi, tôi có hai cái luồng luôn luôn có hai luồng tư tưởng như thế thế bây giờ chúng ta thấy ở nước mỹ này cảnh biểu tình này có người bảo phải dập cái nhóm này đây là cái nhóm phá hoại đúng và cũng không đúng ở đó tôi bình mình khoan nói là cái chuyện thì ai đúng ai sai nhưng chúng ta nhìn những hình ảnh này nếu chúng ta là một người bên ngoài chúng ta nhìn và chúng ta thấy tại sao nước mỹ nó ra như thế này tại sao nước mỹ đây quý vị thấy không cảnh sát đứng ở trên 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 nóc nhà để mà canh mà canh chừng nói chung là đủ thứ nó hỗn loạn biểu tình khắp nơi ở 50 tiểu bang mỹ luôn là sao có vấn đề thì khi mà như vậy đó một người lãnh đạo đất nước như tổng thống đô trâm và tính những chuyện giờ làm sao dẹp đây à, thì phải dùng đến quân đội và đó là cái điều gây tranh cãi và trong lúc tranh cãi đó chưa biết bên nào đúng bên nào sai ông trâm thì đe dọa nếu các tiểu bang quý vị không làm đàng hoàng tôi sẽ đưa quân đội xuống tôi dẹp loạn hai ngày sau ông Mark Asper bộ trưởng quốc phòng của Mỹ Người mà được Tổng thống Donald Trump chọn Thì lên nói ngay của quốc gia Chúng ta sẽ không sử dụng quân đội Quân đội chỉ sử dụng trong những trường hợp Gọi là bất khả kháng những trường hợp Gọi là tuyệt vọng lắm Mà chúng ta chưa ở trong trường hợp đó, đó. Thì hôm đang tranh cãi như thế Thì hôm thứ tư vừa rồi Thứ năm với xin lỗi quý vị Tổng thống Donald Trump đã tuyết ra bức thư người ký bức thư này là ông John Dow là một luật sư là cụ giới chức quân đội và cũng là từng là uh, uh, coi như là cố vấn cho tổng thống Donald Trump thì trong bức thư này xin bác kỹ cho coi cái bức thư tổng thống Trump tweet ra đã gọi những người biểu tình là những kẻ khủng bố những kẻ khủng bố thưa quý vị đây có phải đổ thêm dầu vào lửa hay không hay thêm xăng hay thêm gì đó tùy theo có người thì nói rằng đây nha một lần nữa xin nhắc lại quý vị hai trường phái một trường phái nói rằng đây là những kẻ phá hoại thì không gọi khủng bố chứ là gọi cái gì và điều ông Trump nói là đúng nhưng cũng có người nói rằng là một lãnh đạo quốc gia trong khi đất nước đang hỗn loạn thì có nên gọi những người là những người khủng bố hay không có nên đổ thêm dầu vào lửa hay không đó là câu hỏi đặt ra ở đây tôi không nói ai đúng sai nhá tôi chỉ nói đến sự kiện mà thôi và đó là sự kiện có thật và chuyện này xảy ra chỉ một ngày sau khi ông James Mattis cựu bộ trưởng quốc phòng, một người mà được nhiều người Mỹ coi là anh Hùng đã từng được Tổng thống Donald Trump khen ngợi như nào khi chọn ông này làm bộ trưởng quốc phòng. Thì ông James Mathis đã viết một bài viết trên tờ địa Atlantic, phải nói là giữa Tổng thống Trump nặng nề nhất từ trước tới giờ mà những người từng làm việc với ông nói. Ông James Mathis là cái người mà trước đây khi mà nghỉ không làm bộ trưởng quốc phòng nữa thì ông nói là tôi sẽ ráng tôi giữ miệng của tôi, tôi sẽ không nói gì cả. Nhưng bây giờ hôm thứ tư vừa rồi Ông đã phải viết một cái bài viết đó Ở trên tờ The Atlantic Và trong bài viết này ông nói như thế này Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong cuộc đời của tôi Mà không tìm cách đoàn kết người Mỹ Mà ông ngay cả không tìm cách đoàn kết Mà ông cũng không có giả vờ để làm cái chuyện đó luôn Ngay cả giả vờ cũng không làm luôn Does not even pretend to try Thay vào đó Ông tìm cách chia rẽ chúng ta Đây là lời ông Mattis viết trên tờ The Atlantic và ông nói rằng 3 năm vừa qua chúng ta không có một lãnh đạo gọi là gì trưởng thành Three years without mature leadership we can united without him chúng ta có thể đoàn kết mà không cần ông đó là lời ông James mattis nói à, thì ông James mattis thưa quý vị khi mà tổng thống donald trump chọn ông làm bộ trưởng phòng tổng thống donald trump đã ca ngợi ông như thế nào xin mang kỹ thuật cho coi cái đoạn video mà ông tổng thống ở Đô Trâm đã từng ca ngợi ông James Mathis là một người anh hùng Một người biết rất nhiều chuyện và kính trọng ông này như thế nào Và khi mà ông này bây giờ đi ra Đây là những cái cảnh chúng ta sẽ thấy Là Tổng thống Đô Trâm đã từng ca ngợi như thế nào Từ từ ra à, ban kỹ thuật sẽ cho quý vị coi Khi mà chọn ông James Mathis Và khi mà bây giờ ông James Mathis viết cái này ra Đây là cái là thời gian ông James Mathis ngồi với Tổng thống Đô Trâm đó. Và bà thượng nghị sĩ Mukowski, bà Lisa Mukowski hôm vừa rồi đã phát biểu như thế nào? Chúng ta từ từ sẽ coi cái đoạn, tôi muốn cho quý vị coi cái đoạn mà Tổng thống Đô Trump trước đây ca ngợi ông Zemathip như thế nào khi chọn ông vào làm nghĩa là, là là Bộ trưởng Quốc phòng. Để mà rồi ngày hôm nay nó xảy ra chuyện như thế này là chuyện như thế nào? Thấy không? Chúng ta không thể nào mà chúng ta ngờ được nó có cái chuyện này xảy ra ngày hôm nay ở tại đất nước Mỹ này. Và khi mà ông James Mattis gọi là giũ ông Trump vậy, đây. Statement đây là cái thời gian Atlantic, ông ra ông điều trần the trước quốc hội. Chúng ta, America ta, America. ta nghe bạn có thể cho nghe cái đoạn Bradley này để biết. Of the US to Another Republican Senator Mitt Romney also praised Mattis. Well, General Mattis's letter was a uh, uh, stunning and powerful. Other Republican senators said they respected Mattis, but shrugged at his criticisms. Thì vừa rồi quý vị thấy Republican đó. Senator John Cornyn. Ngay cả ông thượng nghị sĩ Mitch Romney cũng đồng ý với cái điều mà ông Jim Mattis nói và ngay cả thượng nghị sĩ thượng sĩ John Cornyn của tiểu uh, bang Texas bán hì, cũng đồng ý với cái điều mà ông <laughs> Chị bà thích nói. Và riêng bà Thượng nghị sĩ Lydia Mukowski thì bà nói là những điều ông Ma nói là điều cần thiết và chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Và khi người ta hỏi bà là bà có tiếp tục ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong tháng 11 này không thì bà nói là tôi đang phải suy nghĩ chuyện đó. I'm struggling with it là tôi không biết là cuối có... cùng Thực ra năm 2016 bà cũng chẳng có ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ bà nói là tôi không biết tôi có nên ủng hộ hay không. Bà không nói rõ rồi bà nói bây giờ tôi đang chỉ con tôi đang phân vân. Riêng thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng đồng ý với lại cái điều ông Zemo thích nói. Nhưng ông Graham nói nói thêm một câu là gì? Phải nói là trong hơn 3 năm qua, ông Donald Trump đã bị truyền thông Mỹ đối xử không công bằng cái chỉ trích ông quá nhiều, để ý ông quá nhiều. Điều đó cũng đúng nhưng mà ông Lindsey Graham quên mất một điều người ta nói là không có lửa thì không có khói. Lý do tại sao ông Trump bị truyền thông để ý nhiều thì quý vị biết rồi. Ông thích ra những cái điều mà khiêu khích Ông thậm chí ông gọi là truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Không có lửa, không có khói thưa thượng nghệ sĩ Lindsey Graham. Không bao giờ và chưa bao giờ có tổng thống nào mà bị truyền thông người ta chú ý đến như vậy. Đến độ mà nhiều người cảm thấy rằng là quá đáng, điều đó đúng. Nhưng mà tại sao ông Trump lại bị đối xử như thế thì ông Trump phải có làm cái gì? Chứ nếu không, không ai người ta chú ý ông Trump tuyên bố tùm lum tùm là ai tặc biết là tất cả mọi người đều biết đấy. Tôi không nói đúng sai tôi chỉ dừng thuật quý vị nghe những cái chuyện như vậy. Và ngay chính mà khi ông James Mattis, khi được ông Trump đề cử và chọn là bộ trưởng phòng, thì ông Trump đã đã gọi là gì? Ờ, coi như là 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 là, là um, ca ngợi như thế nào. Nhưng mà hôm rồi, khi mà ông James Mattis đưa ra cái nhận xét đó, và ông đã không còn kiềm chế được nữa, thì Tổng thống Donald Trump đã phản ứng ra sao? Quý vị chắc cũng có thể đoán. Ông Trump là cái người là gì? Không nhịn một ai hết Bất kể người đó là đứa con nít Là người đó là bất kỳ ai Đụng tới tôi là tôi sự Cho nên người ta gọi ông Trump là người thin skin Người, người dễ bị nổi quạo Người dễ bị tức khí Gọi là tức khí đó Người nói ai nói tới mình là, là mình phải xử liền Tôi sẽ phân tích quý vị Tại sao ông Trump có cái tính đó Tại sao ông làm như vậy Và ông đã phản ứng với ông James Mathis như thế nào Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này Sau ít phút thông tin thương mại Cảm ơn quý vị đến những màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện gọi là gấu ó, chuyện căng thẳng đụng chạm giữa Tổng thống Đô trầm và giới chức quân sự của Mỹ. Và cái chuyện ông James Mattis khi mà ông phát biểu như vậy, thì Tổng thống Đô trầm đã phản ứng như nào? Ngay, ngay ngay, trong ngày ông tweet ra liền. Ông tweet ra liền. Xin mời thầy vị cho qua cái tweet đó. Ông nói là ông Barack Obama và tôi có một cái chung là chúng tôi đã đuổi ông G. Mattis và ông này là một ông tướng được người ta gọi là đánh giá quá cao nhất thế giới tức là ý nó là ông này không có giỏi như vậy mà bị overrated phải không tôi đã yêu cầu ông viết cái bản gọi là từ chức đó. và tôi cảm thấy vui về chuyện đó tên của ông là cây ao cái biệt hiệu là cây ao gì tôi không có thích lắm và tôi đổi thành là mét đó vân 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 đó. Thì đó là cái Tổng thống Trump tuyết ra như thế Phản ứng như thế Lát chúng tôi phân tích quý vị nghe Chuyện này có thật hay không Chuyện này có thật hay không <laughs> Ông Trump tuyết ra nhiều cái đâu có thật Đó lý do tại sao bị Twitter mắc vô sổ bị đen Thế sau khi ông James mà phản ứng như vậy Thì một số người cũng phản ứng luôn Đặc biệt là các giới chức quân sự Ví dụ ông tướng uh, Dempsey từng là tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ cũng phản ứng chuyện này rồi cả cái ông tướng uh, trên màn hình quý vị thấy uh, nói chung là các ông tướng đều phản ứng hết và họ đều đứng về phía ông ở uh, Biden và ông nói rằng là không nên sử dụng quân đội đối với người dân đối với người dân à. và ông tướng John Kelly cũng từng là tránh văn phòng của ông Trump còn nói chúng ta cần nhìn kỹ hơn ai chúng ta bầu đó tức là ông này cũng từng làm là đầu tiên làm là bộ trưởng nội an cho ông Trâm rồi sau qua làm tránh văn phòng và chính ông này sau này người ta tiết lộ hồ sơ là ông bảo là tôi sang làm tránh văn phòng là để tôi là kềm chế ông Trâm những cái chuyện mà gọi là có thể làm hại đất nước, nước rồi cuối cùng cũng đi luôn đó, đó, đi luôn thì cái ông 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 John Kelly phản ứng như thế rồi cả luôn cái ông ông tướng mà Mark Milley hiện nay bây giờ đó thưa quý vị đang là tổng tham mưu trưởng thì ngày hôm thứ năm vừa rồi ông tự nhiên cũng thông báo cho người lính cho tất cả quân đội biết là phải nhớ cái phải nhớ nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân chứ không phải đàn áp chứ không phải là đàn áp người dân nghĩa là một cách ông này nhẹ nhàng hơn nhưng mà ám chỉ bóng gió mà quý vị thấy tất cả các tướng lãnh đều đứng về phía ông Jim Mattis à. ông Trump thì đặc biệt là gì không lùi bước đã quánh là oánh tới không bao giờ lùi bước lùi bước thì ông Trump tắt thở lên vì sao quý vị biết không vì đó là châm vì đó là châm nó giống như tượng bài hát của <laughs> nhạc sĩ <laughs> Diệu Hương đó. vì đó là em vì đó là châm À, không thì tui, bây giờ tôi phân tích quý vị nghe tại sao ông trump làm cái chuyện vậy và bây giờ tôi đi đến cái chỗ gọi là gì xem là phản ứng của các vị dân cử sau khi ông trump nói như thế ngoài cái bà lisa mokowski nói thì những người khác cũng có phản ứng tương tự ví dụ như là ông uh, thượng nghị sĩ thượng hòa bob rob bockman của ohio đó thì khi mà hỏi ông chuyện này tôi bảo ô hôm đó tôi uh, tôi, 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 tôi trễ rồi tôi đi ăn cơm tôi để đi ăn trưa không trả lời né hỏi qua các ông khác ví dụ ông thượng nghị sĩ John Barrasso của Wyoming, đó, thì uh, ông này ông bảo là <laughs> uh, thôi chúng ta nói đến chuyện đoàn kết đi, đừng nói đến chuyện đó nữa, đó. còn bà Lisa Murkowski thì quý vị biết rồi, ông John Collins quý vị biết rồi uh, và những người khác nữa họ cũng phản ứng nói chung là họ là ví dụ như ông uh, thượng nghị sĩ Ben Sasse của tiểu bang Nebraska, thì ông nói là tôi chống lại cái chuyện mà dùng quân đội đẩy những người biểu tình ra chỉ để chụp hình không nói rõ này đây I'm against clearing out a peaceful protest for a photo of that Chris the world of God as a political prop Tức là lợi dụng nhà thờ để làm chuyện đó còn bà thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine thì bà nói rằng là rất là đau đớn khi mà nhìn những người biểu tình ôn hòa như vậy bị gọi là, là bắn hơi cay và đạn cao su để cho tổng thống đi ngang qua một con đường đến một tại một ngôi nhà thờ mà tôi nghĩ rằng ông chỉ đi có một lần mà thôi Đó là lời bà Susan dân colin nói thấy không? thì rồi ngay cả cái ông thượng nghị sĩ james land fox của oklahoma đây những cái cộng hòa không như quý vị à, thì ông nói rằng là cái chuyện mà tổng thống trump đi qua nhà thờ saint john là rõ ràng là gây hiểm khích thấy không? gây gọi là, là gọi là, là gọi là, là có như khiêu khích vào một thời điểm không đúng trong ngày at the wrong time at the day và nó làm cho người ta không chú ý đến cái thông điệp quan trọng của ông mà ông vừa đưa ra trước đó tại vườn hồng nói đến vấn đề gọi là cái, cái vấn đề gọi là đất nước cần đoàn kết vấn đề mà kỳ thị chủng tộc và những cái cuộc biểu tình ôn hòa và những người uh, biểu tình hợp pháp đó là theo lời thượng nghị sĩ jim Landlord ford của bang oklahoma nói như thế ông nói thêm nữa là cái, cái thông điệp quan trọng của tổng thống là làm sao tránh đừng chụp hình như thế nữa những cái chụp cái, 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 buổi chụp hình mà nhìn nó không được ông gọi là o hoặc photo op thì thưa quý vị đó là phản ứng của những người này nhưng mà riêng ông trâm á, thì ông, ông không lùi bước và ông gọi luôn, ông, ông công bố cái lá thư của cái người mà mà, 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 mà luật sư riêng của ông trước đây bảo là đây là những cái kẻ khủng bố quý vị hiểu thế này nè chưa hết nữa, ngày hôm sau ông đi thăm cái nhà thờ gọi là cái đền thánh John Paulo đệ nhị, hai vợ chồng đến cái nhà thờ mà ở cũng qua DC luôn, có cái tượng của Đức Giáo Hoàng, à, cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị người được phong thánh, thì cái vụ đó đó, à, là đã được sắp xếp trước đó rồi. Và ngày thứ ba ông phải đến, ngày thứ hai ông đến nhà thờ Saint John, ngày thứ ba ông đến đó, thì sau đó cũng bị cái ông tổng giám mục ở tại <laughs> cái uh, tổng giáo phận uh, DC cũng chỉ trích luôn là lợi dụng tôn giáo để để gây tranh cãi vô cùng. Đó tại các bọn chúng tôi sắp xếp trước rồi, biết sao chúng tôi lợi dụng đâu? Mà cái ông giám đốc nhà thờ đó bảo cái này đã sắp xếp trước rồi, nhưng mà ông tổng giám mục ở đó vẫn chỉ trích. Thì cũng có những người ta là câu hỏi thế thì tại sao những lúc vậy ngài không hủy nó đi? Ngài đến làm chi để mà gây tranh cãi? Và cái đó là cái cách của ông trump, ông không lùi bước, ông là double bồ đào. Bởi vì ông trump á lý do ông làm như vậy là bởi vì sao? Ông không muốn những người ủng hộ ông thấy ông yếu kém, thấy ông kém. Và trong lúc mà đất nước khủng hoảng này ông muốn tỏ mọi người thấy ông là một người cứng rắn ông nói I am a president of law and order Đấy không và tối hôm thứ năm vừa rồi ông có trả lời cái chương trình Newsmax. Uh, Max và cái người phỏng vấn là ông Sean Spicer là từng là phát ngôn viên của ông trước đây ở tòa bạch ốc và ông cũng nói là Ê, nếu các thống đốc mà làm không được là tôi xử thôi Đấy không thì ông vẫn thể hiện tính cách mạnh mẽ là dù mặc dù bị các tướng lãnh tấn công mà ông không sợ nhưng mà trở lại cái chuyện mà cái câu mà ông tweet ra là ông bảo là ông từng mà đuổi ông Jim Mattis vân 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 thì người ta thấy là cái điều đó nó không đúng nó không đúng thấy không bởi vì sao sau khi ở uh, uh, đây này ông đã probably the only thing Barack Obama and I have in common tức là là đã đuổi cái ông Jim Mattis không cái ông tướng đó nhưng mà thực sự thì cái đó không có phải như vậy trong cả trường ông Mattis từ chức chức bộ trưởng quốc phòng để phản đối quyết định của ông Trump trong vấn đề rút quân ra khỏi Syria. Đó. Và ông dự trù là, là ông thông báo vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 và dự trù sẽ ra đi vào ngày 2, tháng 2 năm 2019. Nhưng mà sau đó thì uh, họ đưa ông, họ cho ông nghỉ sớm hơn là là ông Trump đã thay thế vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019 thì không cần đợi tới uh, tháng 2. Đó là cái cái sự kiện thứ nhất. Và điều này được ông John Kelly, uh, tránh văn phòng tổng ốc lúc đó thì cũng xác nhận vậy nhưng mà ngày hôm thứ sáu rồi ông trump lại tweet đó John Kelly đâu phải là inner circle đâu có biết cái chuyện này đây 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 bảo này John Kelly didn't know I was going to fight semantic no did he have any knowledge or any asking my asking for letter of legislation tại sao tôi phải nói trong đó ông đâu phải là vòng trong của tôi đâu ông là làm công việc làm ông đâu biết gì đâu thấy không mà mà công việc này bảo bây giờ là đâu làm đâu tôi nói thật nhiều người còn muốn trở lại để muốn có là cái cái gọi là cái 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 chỗ đứng trong đây Ô, đều chịu trời lắm ổng là không không có sợ ai đâu tập quê liền không có sợ gì hết Đã. còn cái vụ mà nói là ông Obama đuổi ông Thít thì cũng không đúng luôn Đã. Ông ông Thít lúc đó là chỉ huy là cánh gọi là trung ương ở tại miền trung trong thời mà ông Obama làm tổng thống thì ông Thít này nghỉ sớm vài tháng trước khi mà cái nhiệm kỳ ông hết là năm 2013 bởi vì ông không đồng ý với ông Obama trong cái chính sách liên quan tới Iran đó là, đó là cợt đàng hoàng, nhưng mà thôi ngài Trump, vì đó là Trump, ngài nói hôm nay hôm sau thế này mà nói có những chuyện đâu kiểm chứng được đâu chẳng hạn như chuyện là Barack Obama không để ở Mỹ trong 5 năm trời nhưng mà lại có nhiều người tin, thế mới hay, cái tài của ông Trump là hay cái chỗ đó thành ra ông sẽ tiếp tục, không bao giờ ông lùi bước ông không cần biết nói điều đó ra, ra đúng hay sai sự thật ông không biết bởi vì ông biết sao ông biết khi ông nói ra có ít nhất là 80 triệu người nghe ông qua cái tweet của ông cho nên chúng tôi phán gì là tất cả những 80 triệu người đều nghe và nghe không cần biết anh ai không biết từ đâu luôn. việc gì phải nói thật nói làm sao có lợi cho mình thôi thì cái đó là một cái cũng là đặc biệt của ông tâm. và cái chuyện ông đụng chạm với các chiến chức quân sự trong tuần ca là điều đáng ký và gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vào chương trình kỳ sau.